lên đây đã. Lên thuyền. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chơi lầy, chúng ta sẽ lái ông ấy đi nha. Đó, lái nhỉ. Oh my god. Yo yo, what's up man? Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với cả series Minecraft sinh tồn cùng Mr. V tập thứ 31. Yeah. Yes, yeah, ok. Thì nếu các bạn cảm thấy series này hay, hãy để lại cho mình một like và một subscribe ngay bên dưới này. Và hãy share video này lên các trang mạng xã hội cũng như là về tường cá nhân trên Facebook của bạn, để share thông tin của mình đến nhiều người hơn, để ủng hộ mình nhiều hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy like và subscribe ngay thôi nào. Yeah. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả thế giới sinh tồn của mình. Yeah, thì trong tập trước chúng ta đã cùng nhau làm một cái đường ray rất là dài và lầy lội. Yeah, chúng ta đã bắt cóc hết tất cả những dân làng ở cái làng trên sa mạc đó. Và trong tập này chúng ta hãy cùng nhau xem, đón xem video để xem là mình sẽ xử lý cái đống dân làng đấy như nào. Hôm trước mình quay vào lúc 11 giờ đêm nên rất là muộn và rất là buồn ngủ. Yeah, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay video và xem chúng ta làm gì với mấy ông ấy nhá. Ok, let's go. Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với cả World Survival tập thứ 31 của Bitcoin Channel. Yeah, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả thế giới sinh tồn của chúng mình. Yeah. Ok, thì các bạn thấy đây, mình đang cắt một chút lông cừu. Bởi vì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái việc khá là hay ho. Đấy là chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng các cái căn nhà dành cho mấy ông dân làng. Ở trong tập trước, như chúng ta đã bắt mấy ông về trong tập trước rồi, thì tập này chúng ta sẽ cùng xây dựng những cái nhà cho các ông ý. Yeah. Thì ok, trong tập này chúng ta sẽ cần đến một số nguyên liệu. Ở đây mà mình cụ thể là các bạn nhìn thấy mình đang cầm trên tay đây, đấy là len. Đó, len này. Đó, rồi. Thì là len này để làm gì? Len này thì chúng ta nhuộm các cái loại màu. Ở đây thì mình đang có rất là nhiều hoa. Thì hôm nay chúng ta sẽ đặt ra một cái mục tiêu cực kỳ hoành tá tràng, đấy là chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái căn nhà cho các ông dân làng. Và những cái căn nhà này của các ông ý sẽ mình nghĩ rằng mình sẽ sử dụng các cái loại len, các cái loại len màu để lắp cái mái cho giống như kiểu mấy cái hội chợ mà nó có cái mái vằn ấy. Đó, thì trông khá là vui. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ sử dụng hai loại chính, đó là mình sử dụng cái loại gỗ vân sam, gỗ sim gai và gỗ bạch dương để mình phục vụ cái công cuộc xây dựng cái nhà cho các ông ý. Dạ, thì ở đây thì mình đã còn rất là nhiều ván gỗ bạch dương, thì mình sẽ lấy ra để mình sử dụng. Ok. Yeah, thì bây giờ để chúng ta có thể gọi là sử dụng được cái xây dựng được cái căn nhà này, thì đầu tiên chúng ta sẽ cần xác định vị trí. Thì các bạn có thể thấy rằng là ở trên toàn cảnh cái khu này của mình nó đang gọi là khá là trống ở cái khu vực ở giữa này, khá là trống ở các cái khu vực ở giữa. Thì bây giờ mình sẽ có nghĩ là mình sẽ việc đầu tiên nữa mình sẽ phải dọn ngay cái đống biếu địa ngục này đi. Bởi vì thực ra là biếu địa ngục này mình ít khi mình dùng đến. Từ đầu đến giờ, từ hồi mà mình trồng rồi là mình cũng chưa thu hoạch và chưa trồng lại lần nào. Bởi vì là không phải là mình cái biếu này nó không quan trọng, mà là mình ít khi pha chế thuốc. Bởi vì chúng ta chưa đến cái đoạn mà đi đánh mấy con bốt hay là mấy con rồng ấy, thì là chúng ta chưa cần dùng lắm. Yeah, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ dọn dẹp cái đống này lại đã. Ok. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành xong cái chỗ này thì mình sẽ đi cất bớt những cái thứ nguyên liệu này vào, và chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi xây các cái khuôn viên trước, để cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ đặt những cái ngôi chợ này nó ở đâu. Thì mình tạm gọi cái này là chợ nhá, bởi vì là thực ra là mình có một cái sở thích nó hơi bị dị. Đấy là mình rất là khoái kiểu đi xây dựng ở trong Minecraft. À đây, tiện đây khoe luôn, thì mình vừa mới chi ra một chút kim cương và một chút sắt để fix lại toàn bộ giáp giết các thứ rồi. Đó, nhìn trông đỡ hỏng rồi nhá. Chết rồi, mình hết đồ ăn, mình lấy đồ ăn đã. Cho còn đồ ăn không ta? Đây, lấy thịt bò ăn cho sang mồm. Ok. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái gì ta? Chúng ta sẽ sử dụng xẻng để chúng ta, à không phải sử dụng xẻng, mà chúng ta sẽ đặt trước các cái vị trí. Thì mình sẽ xây cho các bạn xem một cái căn nhà mẫu trước để của cái ngôi nhà cho dân làng này, để các bạn có thể tưởng tượng ra rằng là chúng ta sẽ làm nhà này kiểu gì nhá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu một căn nhà mẫu trước. Mình nghĩ rằng là mình sẽ ưu tiên xây nhà cho dân làng ở quanh quanh cái mạng này. Bởi vì là cái nhà cho dân làng nó rất là bé, nên là nếu ví dụ sau này mình có các công trình farm ấy, thì mình sẽ xây nó dẹp vào bên khu bên trong kia. Nó sẽ không gọi là không có ảnh hưởng đến cái khu farm của mình. À khu dân làng của mình nhá. Yeah. Ok, thì chỗ này là chỗ khu farm ấy này, farm thường thú này. Thì chúng ta sẽ xây ở đây đi. Chúng ta sẽ xây ở đây. Thì chúng mình sẽ bắt đầu đặt ở giữa nhá. Đây mình sẽ sử dụng ván gỗ luôn này.
Ok, chúng ta xây ở giữa này. Một cái nhà cho dân làng kiểu mẫu thì mình nghĩ rằng là nó sẽ dạng dạng như này. Chúng ta sẽ cái bàn chế tạo rồi, đây lấy ở đây cho tiện. Trong này vẫn còn gỗ, quá nhiều gỗ luôn. Đây, chúng ta sẽ làm, các bạn làm này cho mình. Mình sẽ thử xây một cái căn nhà bé bé xinh xinh cho mấy ông dân làng trước nhá. Và các bạn sẽ làm theo, xem video và làm theo nhá. Ok, như này. Đấy, và cái hàng rào thì mình sẽ sử dụng để làm cái đâu ta, đây rồi, ok. Mình sẽ sử dụng cái, đây đi, cái gỗ này, để làm cái que, cái stick. Tinh tinh. Đó, và mình sẽ sử dụng cái này để làm cái hàng rào như này. Ok, mình đang có 48 cái hàng rào, quá là nhiều luôn. Ok, mình sẽ xây nó thành cái dọc như này. Đó, như này. Đấy, và mình sẽ xây cho nó cao lên một ô. Ok, như này. Và ở đây không phải cao lên một ô, không cần thiết, không cần thiết, vẫn vừa. Rồi, và ở đây là mình sẽ sử dụng len để làm ấy. Thì thực ra là mình thử đếm xem ở đây xem mình có bao nhiêu ông dân làng nhá, để mình làm từng đấy cái chợ. Ở đây mình có 1 2 3 4 5 6 1 6 7 8 ông. 8 ông thì trừ một ông cái người mà tạo ra cái bản đồ để mà đi tìm cái biệt thự ông rừng ấy, thì chúng ta sẽ xây nhà cho 7 ông còn lại nhá. 7 ông còn lại thì ở đây mình đang có rất là nhiều các loại hoa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là cái, cũng là một cái nhỏ nhỏ thôi, nó vui vui, khá là thú vị, về cái việc mà nhuộm màu ở trong Minecraft. Dạ, thì để mà nhuộm màu cho Minecraft thì chúng ta sẽ sử dụng đến những cái hạt giống này, những cái loại hoa, hoa màu. Đó, thì mình sẽ thử, mình cũng không thực sự nhớ cái công thức của mấy cái hoa màu này lắm, nhưng mà mình sẽ thử xem là nó ra cái màu gì nhé. Chúng ta, các bạn chỉ cần bỏ hoa vào bên trong cái bàn chế tạo, các bạn sẽ cho ra được cái bột màu. Đó, ở đây thì mình hình như tất cả các loại hoa đều bóc tách ra được bột màu. Đó, bột xám nhạt, ok. Tất cả các loại hoa hầu như đều bóc tách ra được màu. Dạ. Và cái công việc của chúng ta bây giờ là làm sao để đi nhuộm được 7 cái loại màu, vì là mình muốn mỗi ông dân làng một màu để sau này chúng ta có thể nhớ hơn về cái việc mà mấy ông ý kiểu là bán về cái gì. Ví dụ là ông này làm về vũ khí thì mình sẽ cho ông ấy làm màu đỏ, ông này làm về cái bla 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 này thì mình sẽ cho ông màu này. Thì tức là cái việc phân biệt màu này nó sẽ giúp cho mình cảm thấy dễ dàng hơn trong cái công cuộc mà phân các loại các cái màu này. Yeah, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nhuộm. Thì ở đây mình đã thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại màu rồi. Thì để mà có cái được cái màu xương rồng này chúng ta phải nung. Đấy, mình sẽ cho xương rồng vào đây nung này, các bạn nhìn này. Đó, nó sẽ nung cho mình ra được một cục màu khác. Và ở đây thì mình đang có từng này màu, thì mình xem là màu đen của mình là mình sẽ sử dụng cái túi mực đây. Ở đây mình vẫn còn một túi mực, đã mình đã có đủ 7 loại màu rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ nhuộm các cái loại len này. Thì với các loại len này, mỗi một cục len này để nhuộm màu thì các bạn đặt một cái cục màu vào giữa này. Mỗi một cái cục này thì tức là nó sẽ nhiều hơn mình dự kiến đấy. Tức là mình, ví dụ mình có đang cần có 3 cục len màu đen này thì mình sẽ phải lấy đến 3 cái túi mực. 1 2 thì đấy, 3 cái túi mực. Và 3 cái cục len màu xanh này thì mình sẽ phải lấy 3 cái ngọc lưu ly. 3 cái màu đỏ này, màu này thì mình phải lấy 3 cái cây này. Đó, và mình cần là 2 cái xương rồng nữa và biếu Nether rồi. Ok, 2 xương rồng nữa thì mình sẽ nung ở đây. 2 cái cục màu này, ok, mình đã có 3 cái rồi. Màu nâu thì mình lấy thêm 2 cái này nữa. Màu xương bột trắng này thì mình sẽ phải hái thêm hoa. Ok, mình sẽ thử chạy ra ngoài mình lấy thêm một chút hoa bên ngoài nhá. Thì mình nghĩ là quanh đây rất là nhiều hoa thôi. Dạ, yeah, ok. Từ lối lại bị bịt rồi. Đây, chúng ta sẽ đục tường ra ngoài thôi. Ui, gà, heo, bò sao đứng ngoài này. Có 2 con heo đứng ngoài này ta. Ok, ở đây mình đang bị mất cái ấy rồi. Mất cái tiếng miếng áp lực rồi. Thì từ mình nhìn con đây xem có hoa không đã, bởi vì hoa thường mọc này. Ok đây, mình đã thấy hoa rồi này. Đó, chúng ta sẽ lấy một vài cái bông hoa này về này. Đó, bìa mới thấy hoa có tác dụng này. Ok, chúng ta sẽ lấy một ít hoa về. Và ở quanh đây như là hết cái cây hoa lớn rồi thì phải. Mình không nhìn thấy sự xuất hiện của mấy cái cây hoa mấy cái cây hoa bự, mấy cái cây hoa 2 tầng ở quanh đây mình không nhìn thấy. Không nhìn thấy sự xuất hiện của mấy cây hoa bự. Dạ, yeah. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ về.
ở đây mình có thêm màu vàng này, tức là mình sẽ thay thế được những cái màu nào mình còn thiếu. Ở đây xương rồng có rồi, bột hoa trắng này. Ok, mình sẽ thay cái bột hoa trắng bằng cái này. Lắp nó vào. Cái nút này được không nhỉ? Được, ok. Nhưng mà đến lúc mà mình đi ra đi vào lại không có nút đi vào. Cấu ấy. Dạ, yeah, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy nốt hai cái xương rồng mà chúng ta đã vừa mới nung ra ở trong này. Đấy, ở trong này. Dạ, yeah. Thì bây giờ chúng ta đã có đủ các loại màu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chế tạo nhá. Ở đây mình sẽ cho ba cái này vào đây. Mình sẽ để len cố định đây. Mình có ba cục len đấy này. Ba cục len vàng rồi này. Đó. Từ từ mình cất bớt mấy cái đồ linh tinh nữa. Ở đây thì mình có cái cát này. Ok. Vào rồi. Rồi. Mình có ba cái cục len vàng rồi này. Đấy. Và tiếp theo đấy là chúng ta sẽ dùng len đen. Mình có 3 cục len đen này. Rồi. Và tiếp theo đấy là chúng ta sẽ dùng len nâu. Mình có 3 cục len nâu này. 3 cục len xanh dương đậm này. 3 cục len xanh dương nhạt này. Ok. 3 cục len đỏ này. Và 3 cục len xanh lá đậm. Dạ. Yeah. Ok. Thì ở đây mình đã có 1 2 3 4 5 7 loại len rồi. Thì ok, đã hiện tại thì đã tương đối đủ rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng mỗi cái loại len này là nó sẽ có một màu, một ô này. Và chúng ta sẽ cùng với 6, tức là 6 nhân với 7. Ok, mình để một stack đây là đủ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xây các cái chợ cho mấy con dân làng như này nhá. Xây này khá là thú vị này. Đó. Mình rất thích cái chợ kiểu này. Ok, đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với cả một cái màu xanh nhẹ nhàng trước đi. Đây, chúng mình sẽ xây này. Các bạn đặt cho mình này như này nhé. Rồi, ok. Và đặt tiếp như này. Rồi, nó sẽ tạo ra cái hình cái một cái chợ mà có cái nóc như này, màu như này. Nhìn nó rất là kiểu funny, nhìn nó khá là hay. Và tiếp theo đấy là chúng ta sẽ xây thêm một cái chợ khác nằm bên cạnh nha, những cái chợ khác nữa. Ở đây thì mình sẽ xây hết cái phần sườn của nó trước nhá. Một cái chợ ở đây này. Bên này là đường đi này, cây cối này. Ok, mình sẽ xây ở đây. Tí nữa các bạn sẽ biết là mình tại vì sao mình xây như thế. Ok. Rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ xây nhanh cái loại này nhá. Let's go. Ok. Yeah. Thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy đó, chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta đã xây xong toàn bộ tất cả cái coi làng cho cái dân làng của mình rồi nha. Yeah. Yeah. Khá là mất thời gian. Nhưng mà đây, thì sau khi mà chúng ta xây xong rồi thì công việc của chúng mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy là chúng mình chỉ việc lôi mấy ông ấy vào, cho vào trong cái khu chợ đấy của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu phân loại từng ông một nha. Yeah. Ok. Thì màu miếc cho vào đây đi. Ok. Rồi. Mình sẽ lấy thêm một ít gỗ bạch dương này ra để phòng trừ mình có trường hợp mình cần. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng đến cái xe mỏ. Mình sẽ lấy một chút sắt, nó gần hết sắt rồi. Tí nữa mình phải đi lấy thêm sắt nếu mà mình hết sắt nhá. Yeah, thì bây giờ chúng ta sẽ như này nhá. Ok, đây các bạn làm này cho mình. Hiện tại là mình đang để những cái cửa này hở này. Đó, mình sẽ để những cái cửa này hở ra một ô này.
Đó, một ô nhỉ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi đẩy những cái ông dân làng này. Bắt buộc phải đẩy thôi, bởi vì là thực ra để mà để cho mấy ông ấy đi theo mình rất là khó. Có một phương án tối ưu hơn, đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái thuyền. Bây giờ là ban đầu mình định lắp đường ray, nhưng mà đường ray thì có thể là không tối ưu lắm. Nên là mình sẽ sử dụng cái này đi. Mình sẽ sử dụng cái thuyền này. Đấy, thì thuyền này làm sao để sử dụng được nó? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm cách để lôi mấy ông này lên đã. Lôi mấy ông này lên. Thì lầy đi, sẽ chơi cái kiểu này đi. Ô, đừng, no, em xin lỗi, đừng đấm ông này. Ô, ông này tự lên này. Mình sẽ thử giết ông người sắt này xem. À, đâu, mấy ông tự lên rồi, ok tốt. Ông này là ông thủ thư. Đầu tiên là mình sẽ cho, ô, cái thuyền mình đâu ta? What the fuck, thuyền đâu? What the hell? Mất luôn thuyền. Ok, à, what the... lại hai cái thuyền, nhưng mà màn nào thuật rồi. Rồi. Ông này sẽ cho ông lên đây đã. Lên thuyền. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chơi lầy. Chúng ta sẽ lái ông ấy đi nha. Đó, lái nhỉ. Oh my god. Oh my god, tôi lái ông một dân làng này. Ok, chúng ta sẽ lái ông ra đây. Ông thủ thư này là ông làm về sách. Sách thì mình sẽ ưu tiên ông ấy một cái màu gì ấy khá là tươi sáng, thì mình cho ông vào đây. Cho ông vào đây. Như này. Rồi, như này, để ông vào. Ở đây thì chúng ta hết mất cái miếng slab rồi. Ông ấy sẽ chạy linh tinh mất. Rồi, mình sẽ lấy cái miếng slab ở đây. Biết ngay là ông lại chạy linh tinh mà. Ok. Anh đưa em theo với, cầm tay em và đi tới. Đi vào, đi vào, đi vào. Đi vào, đi vào, đi vào. Đi vào, đi vào. Ok, và chúng ta như này là chúng ta đã xong một ông rồi. Và bây giờ mình sẽ làm thật là nhanh với các ông còn lại nha. Ok, let's go. Tất cả những ông dân làng này chúng ta đã xong rồi. Ta-da. Yeah. Ok, thì chúng ta đã xây xong cái chợ của dân làng rồi. Thì bây giờ công việc còn lại của chúng mình đấy sẽ là làm đẹp cái khu này nha. Thì bình thường các bạn nhìn thấy khu này nhìn trông nó rất là trống trải. Ông nhìn kiểu ở bên trên này, mình sẽ đứng lên cao nhìn xuống dưới các bạn. Đó, nhìn này. Đó, nhìn trong cái khu này kiểu rất là trống, đước điếc cắm tùm lum, nhìn cái mỹ quan cái khu của mình nó chưa được đẹp lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cải thiện lại cái khung cảnh đấy cho nó perfect hơn một chút nhá. Ok, thì làm sao để khắc phục được cái điều đấy thì chúng mình sẽ sử dụng đến một cái loại cây mà chúng ta đã dùng đến rất là nhiều lần rồi. Thì cái loại cây này mình khá là thích, đó là chính là cái cây đây. Nó đây, nó là cái cây gỗ này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử nhân giống nó lên nhá.
nhân rộng nó lên bằng cách là chúng ta sử dụng cái bột xương đi. Bột xương, ok, bột xương chúng ta còn không? Ok, chúng ta còn. Thì bây giờ cái công việc của mình đấy là sẽ nhân rộng cái cây này lên bằng cách là đầu tiên chúng ta sẽ trồng nó này. Đấy, các bạn trồng nó như thế này. Trồng và sau đấy các bạn sẽ mình sẽ bón cho nó lớn lên. Đấy, sau khi nó lớn lên rồi thì mình chặt lấy cái gỗ này. Đó, chặt lấy cái gỗ này và để nó rụng xuống, để nó rụng lá xuống. Là nó sẽ rơi ra cho mình, rớt ra cho mình cái gọi là cái hạt giống của cây này. Thì mình cần độ khoảng chúng ta cần độ khoảng chắc là phải tầm khoảng 20 mấy cái, bởi vì mình sẽ sử dụng cái loại cây này là chủ yếu. Tí nó rụng lá xuống này các bạn sẽ thấy nó rụng cái mầm xuống nhá. Thì bây giờ mình sẽ farm cái này và mình sẽ skip qua đoạn này để chúng ta sưu tập luôn cái mầm cây này nhá. Ok, 3, 2, 1, yeah. Ok, và mình đã quay trở lại rồi đây. Yeah. Thì mình mới chỉ farm được ít thôi, bởi vì farm một cây này để đợi nó rụng rất là lâu. Và chúng ta farm đấy khoảng 34 cái cây này. Thì mình chắc là mình chỉ đủ để trồng thôi. Còn kia mà chúng ta cần lấy giống thì chúng ta lại tiếp tục phải chặt cái cây này đi nhá. Thì cái công việc của chúng ta sẽ như sau. Các bạn hãy sử dụng cái xẻng. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ chủ yếu là xẻng và bột xương. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra cái đường khuôn viên của cái đường bên này trước. Thì khuôn viên của chúng ta sẽ làm cái chủ yếu rất là tự nhiên đây. Các bạn hãy lấy cái xẻng, các bạn đập xuống đất như này. Đó, thì chúng ta sẽ ra được cái hình như này. Đó, cái hình hình gọi là đất này như kiểu đất bị xới, nó rất là giống cái đường trong dân làng, trong nhà dân làng nhá. Yeah. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái đường như này. Nhìn cho nó tự cho kiểu cho nó một cách tự nhiên nhất, mình sẽ đi dạo trước nhá. Chúng ta đi đến đâu chúng ta đập đến đấy. Đó, mình sẽ đập nhỉ. Tức là mình sẽ đập quanh quanh những cái nơi mà mình sẽ đi ấy. Đó. Như này. Đó. Rồi, như này. Đó, mình đã tạo xong cái lối đường đi rồi. Và bên này thì mình sẽ chia khu này ra. Cụ thể là khu này mình sẽ cho đi ra đây này. Và chỗ này sẽ là cái khu sân chung. Thì mình sẽ cho nó rộng độ khoảng như này đi. Rộng độ khoảng nó đi vào đây như này. Như này. Đi như này. Đó, đi như này. Rồi. Đúng rồi đây. Thì tức là cái sân ở giữa này này sẽ là cái chỗ đường trồng cây. Nó sẽ không liên quan. Đó, rồi. Các bạn hãy nhớ nhé, chúng ta đập cái đường theo cái đường mà chúng ta sẽ đi lại nhiều nhất nhé. Như này, đấy, đấy. Các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ nối các cái khoảng lại với nhau này. Đấy. Và bên này nữa này. Cả bên đằng sau này nữa. Mình sẽ đi ra đây để mình gạt mấy cần này nhiều. Nhớ vừa đi vừa đập nhé, không cần thiết phải đứng lại đâu. Các bạn đập như này, đó. Rồi. Như này. Khoảng này. Rồi. Ok. Đó, lên. Rồi. Chúng ta nối lại vào đây. Đấy, thì khi mà các bạn đập xong như này, các bạn đứng lên, mình sẽ đứng lên cao cho các bạn nhìn cho dễ nhá. Mình sẽ đứng lên cao nhìn cho các bạn nhìn cho dễ. Đây. Đấy, các bạn nhìn này cho mình. Đây, chúng ta sẽ nhìn xuống nhá. Đó, đây thì các bạn nhìn thấy không? À, cái đường này chúng ta sẽ đi tạo thành những cái đường kiểu vòng xung quanh ấy. Nhìn nó khá là thú vị đấy. Nhìn nó khá là thú vị. Thì vô hình chung là chúng ta sẽ chia những cái khu này của chúng ta thành một cái lối, thành các cái khu tách biệt nhau nhưng mà theo một cách rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên. Đó, rất là tự nhiên như này. Đó, các lối đi sẽ như này. Sẽ lỗ chỗ như này. Đó. Và mình sẽ chia cái tự nhiên ở trong này của mình này. Đó là có một cái đường ở đây mà mình sau này mình có thể xây một cái khu máy thì đây là tùy ý mình. Còn đây là khu đường, cái là cái chỗ đường đi này. Đó, chỗ này chỗ đường đi này. Như này, đó. Kín như này, rồi. Bò vào đây. Như này, rồi. Rồi, ok. Ổn ạ. Ui, mình đập tay banh cả này rồi. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là lấy, các bạn lấy cho mình cái này. À, lấy cho mình cái từ mình làm cho đường nó rộng ra đã. Cho nó đẹp. Fucking what shit. Ok. Rồi. Ok được rồi đấy. Rồi. Phanh đây. Ok, và bây giờ mình đã xong rồi.
Và bây giờ cái công việc của chúng ta sẽ là đi chọn cái vị trí mà để chúng ta đặt cái đặt cái cây này. Thì có lẽ sẽ khá là tốn bột xương để mà trồng cây. Mình sẽ đi lấy thêm một chút bột xương nhé. Đây mình vỉa nó cho gọn vào một tí. Rồi, đây. Bây giờ chúng ta sẽ lấy bột xương để trồng cây. Nhìn trông cải tạo lại đất cái nhìn trông lên người hẳn nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ lấy bột xương nhá. Đấy, nhìn nó bắt đầu có, các bạn nhìn này. Nhìn thấy không? Nó có đường rồi này. Đó, nhìn trông còn nó bắt đầu có đường. Bây giờ chúng ta sẽ đi trồng cây nhá. Mình sẽ lấy cái bột xương từ John Skeleton đây. Khá là nhiều bột xương, mình sẽ tách nó ra như này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi trải dài xung quanh đây nhá. Ăn miếng lại đói quá. Rồi, chúng ta sẽ đi trải như này. Các bạn nhìn này. Đầu tiên nhá, mình sẽ cắm một cây ở đây đi. Lên, đó, lên. Sau này chúng ta sẽ cắm một cây ở đây. Tức là tất cả những cái khu vực nào mà chúng ta cần trồng cây. Trời mưa ở đây. Trời mưa vào tối đây mình ngủ đã. Mưa quá. Sau ngày hôm nay mình nghĩ là sau tập này sẽ tập cực kỳ đặc biệt, bởi vì là sau ngày hôm nay cái chúng ta ngoài cái việc có thêm một cái khu dân làng thì cái khu vực ở của mình sẽ nhìn trông nó sẽ rất là kiểu sang xịn mịn, nó rất là sang chảnh, nhìn nó đỡ bị tù, nó đỡ bị xấu á. Đây, mình sẽ rồi. Khá là đẹp, các bạn thấy không? Sau khi mà chúng ta sửa lại cái tiểu cảnh bia, mình sẽ đứng lên cao này cho bạn nhìn thấy nhá. Đứng lên cao này, từ từ mình tìm cái đường nhảy lên chỗ cái cây đã. Có chỗ nào đường nào để parkour lên cây không ta? Đó, đây. Rồi. Ok. Bia mình sẽ đặt cái cây này cho lên cao hơn nữa đi. Đó, để các bạn chiêm ngưỡng cái khu này của nhà mình, nhìn nó rất là đẹp, các bạn thấy không? Nhìn cái đường này nhá, các bạn nhìn này. Đó, những cái đường này. Nó rất là tự nhiên. Đó, nhìn nó khá là tự nhiên. Nó không bị kiểu gọi là gò bó, hay là các bạn nhìn trông nó kiểu nó cục mịch quá, mà nhìn trông nó rất là tự nhiên. Xung quanh các hàng cây này, này máy móc khu nhà mình nó xếp gọi là tương đối hợp lý. Tí mình sẽ trồng thêm một cái cây nữa ở đây cho đỡ trống này, và nó sẽ đẹp hơn. Ok, bạn nhìn thấy không? Đó, nhìn từ trên cao xuống rất là đẹp. À, ok. Và bây giờ cái khu nhà mình nó sẽ trông nó tự nhiên hơn bình thường rất là nhiều, và nó không giống như kiểu là ngày trước, giống như kiểu cái bàn tay của mình xây một cái khu tròn vành vạnh như thế nữa, mà bây giờ nó sẽ chính thức là một cái khu gọi là sinh thái ấy, mà mình vừa ở vừa là nơi mà mình trồng trọt chăn nuôi các thứ, nhìn trông nó rất là thân thiện, rất là friendly. Và bên cạnh đấy thì cái việc mà chúng ta sử dụng nó cũng dễ dàng hơn, nó không bị tránh quá cái việc mà chúng ta cắm rải rác cái đuốc nữa. Thì ok, thì có lẽ tập này hôm nay chúng ta sẽ đến đây thôi. Nếu mà các bạn cảm thấy series là hay, hãy để lại cho mình một like và một subscribe nhá. Thì hôm nay là chúng ta đã sửa lại toàn bộ khuôn viên trông rất là đặc biệt rồi. Thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn trong tập thứ 32 của Minecraft Sinh Tồn Cùng Mr. Vịt. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.